Kiều Anh và Xuân Hùng xin kính chào quý khán thính giả đến với phần Điểm tin Thế giới. Thưa quý khán thính giả, Điểm tin Thế giới hôm nay kính mời quý vị theo dõi các tin sau đây do Võ Thái Hà tóm lược. Hoàn Cầu Thời báo, Trung Quốc cần phát triển thêm vũ khí hạt nhân để kiềm chế Mỹ. Trung Quốc nên mở rộng kho đầu đạn hạt nhân lên 1.000 để đối phó với những thách thức đến từ Hoa Kỳ. Tổng biên tập tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc đã đăng trên mạng xã hội Weibo vào ngày 8 tháng 5. Ông Hu Xiujin, tổng biên tập tờ Hoàn Cầu Thời báo, người được cho là có lập trường diều hâu về quan hệ đối ngoại, viết cho một bài đăng trên trang Weibo rằng kho dự trữ vũ khí của Trung Quốc nên có ít nhất 100 tên lửa chiến lược DF-41, loại tên lửa liên lục địa mới nhất của Trung Quốc có khả năng tấn công Hoa Kỳ. Hoàn Cầu Thời báo do tờ Nhân dân, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc xuất bản. Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn thường lèo lái quan điểm của người dân thông qua truyền thông và tờ Hoàn Cầu Thời báo được cho là một trong những số đó. Máy bay quân sự Trung Quốc lại tiếp tục bay vào không phận Đài Loan. Theo Taiwan News, vào ngày 8 tháng 5, một máy bay vận tải quân sự của Trung Quốc đã bay vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, khiến hòn đảo phải điều một máy bay phản lực phát sóng cảnh báo. Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, máy bay quân sự của Trung Quốc trước khi xâm phạm vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan đã được huấn luyện ngoài khơi bờ biển phía tây nam Đài Loan. Theo Taiwan News, bất chấp đại dịch viêm phổi Vũ Hán, Trung Quốc vẫn không ngừng các phong trào quân sự gần vùng biển và không phận Đài Loan. Từ ngày 23 tháng Giêng đến ngày 8 tháng 5, tổng cộng đã có 7 lần các vụ việc liên quan đến máy bay quân sự Trung Quốc được báo cáo. Trump nói, không giữ bí mật nếu tấn công Venezuela. Vào ngày 8 tháng 5, trả lời phỏng vấn qua điện thoại với hãng tin Fox News, Tổng thống Trump nói Mỹ không đứng sau vụ tập kích bất thành nhắm vào Venezuela, khẳng định sẽ công khai nếu ra lệnh tấn công nước này. Nếu muốn đến Venezuela, tôi sẽ không giữ bí mật điều đó. Tôi sẽ đi vào và họ sẽ không thể làm gì được, họ sẽ bị đánh bại. Tôi sẽ không cử một nhóm nhỏ, không nhé. Đó là một đạo quân và được gọi là một cuộc đổ bộ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết. Trước đó, vào hôm 4 tháng 5, Venezuela đã ngăn chặn vụ đột kích, tiêu diệt 8 lính đánh thuê và bắt 17 người khác. Trong đó, có hai cựu đặc nhiệm Mỹ là Luke Denman và Arian Berry. Giới chức Venezuela cáo buộc lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido là người đứng sau vụ đột kích này. Nga bị nghi tấn công email văn phòng Thủ tướng Đức. Tình báo quân sự Nga bị nghi xâm nhập email văn phòng cử tri của Thủ tướng Đức trong vụ tấn công nhằm vào quốc hội trước nước này vào cuối năm 2015. Reuters dẫn tin từ The Spiegel của Đức hôm 8 tháng 5 cho biết, cơ quan tình báo quân đội Nga có thể đứng sau vụ tấn công nhằm vào hệ thống của quốc hội Đức, song không tiết lộ nguồn tin. Cảnh sát hình sự và cơ quan an ninh mạng liên bang Đức đã tái dựng một phần vụ tấn công, phát hiện hai hộp thư email thuộc văn phòng cử tri của Thủ tướng bị nhắm mục tiêu. Tin tặc được cho là đã sao chép toàn bộ email năm 2012 đến 2015 trong hai hộp thư trên sang một máy tính khác. Giới chức Nga và Đức đã chưa có bình luận về thông tin này. Nghị sĩ Hồng Kông ẩu đả giữa các cơ quan lập pháp. Theo SCMP, sự việc diễn ra vào ngày 8 tháng 5 liên quan tới căng thẳng trong việc chọn lựa vị trí Chủ tịch Ủy ban Nội vụ tại cơ quan lập pháp của Hồng Kông. Các nghị sĩ đã hô lớn và xô đẩy lẫn nhau trong phiên họp của nghị viên. Theo Reuters, một số nghị sĩ thân chính quyền đã tranh cãi, xô xát với các nghị sĩ ủng hộ dân chủ. Cả hai bên đều cáo buộc nhau lạm dụng quyền lực trong việc ai trong số hai nghị sĩ Steri Lee Waking và Dennis Quirk sẽ được lựa chọn là Chủ tịch Ủy ban Nội vụ. Các đoạn video trên mạng xã hội cho thấy một nghị sĩ trèo lên tường trước khi bị nhân viên bảo vệ kéo xuống, trong khi một nghị sĩ khác ngã xuống sàn nhà. Theo SCMP,
Vụ xô xát đã dẫn tới việc 10 nghị sĩ phe đối lập bị đưa ra ngoài. WHO tái dương tính không phải là tái nhiễm. Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định các bệnh nhân đã khỏi bệnh COVID-19 nhưng xét nghiệm dương tính với virus corona là do phổi đang đào thải các tế bào chết chứ không phải là tái nhiễm. Tuyên bố đưa ra sau khi Hàn Quốc gần đây thông báo có 300 trường hợp dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2, làm tăng lo ngại những bệnh nhân đã hồi phục có thể tái nhiễm. Hiện tại, dựa trên các dữ liệu gần nhất, chúng ta biết rằng những bệnh nhân này dường như đang thải những gì còn lại trong phổi như một phần của giai đoạn hồi phục. Hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn của WHO cho biết, theo WHO, cần nghiên cứu thêm về các ca dương tính, tái dương tính với COVID-19 để xác định liệu họ có thể lây nhiễm virus corona chủng mới cho người khác hay không. Thượng viện Mỹ không thể đảo ngược quyền phủ quyết của ông Trump về nghị quyết Iran. Thượng viện Mỹ ngày 7 tháng 5 không đạt đủ phiếu để chống lại quyền phủ quyết của Tổng thống Trump đối với nghị quyết Iran, quyền hạn chế của Tổng thống về chiến tranh đối với Iran, theo VOA Việt ngữ. Nghị quyết do Thượng nghị sĩ Dân chủ Tim Kaine dẫn đầu, được cả Hạ viện lẫn Thượng viện thông qua, yêu cầu ông Trump không điều động quân đội chống Iran trừ phi nghị viện tuyên bố chiến tranh hay cho phép sử dụng quân đội. Thượng viện cho đảng Cộng hòa phe ông Trump chiếm đa số đã bỏ phiếu bác quyền phủ quyết của Tổng thống với tỷ lệ 49-44, nhưng không đủ 67 phiếu cần có. Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc tập trận, ca ngợi Trung Quốc chống dịch nCoV. Truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA hôm nay ngày 8 tháng 5 dẫn lời một đại diện quân đội Triều Tiên tuyên bố rằng các cuộc tập trận quân sự gần đây của Hàn Quốc là một sự khiêu khích nghiêm trọng cần phải phản công. KCNA cũng đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi một thông điệp tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ca ngợi Bắc Kinh trong việc ngăn chặn sự lây lan dịch COVID-19. KCNA không nêu khi nào là bằng cách nào thông điệp của ông Kim chuyển tới cho ông Tập. Đạn pháo trúng gần Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ và Ý tại Libya. Đạn pháo đã trúng gần các đại sứ quán của hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Ý tại trung tâm thành phố Tripoli vào ngày 7 tháng 5, các cơ quan ngoại giao nước này cho biết. Theo Reuters, Liên minh Quốc gia Libya của thống chế Khalifa Haftar căn cứ ở miền đông đã oanh tạc Tripoli trong nhiều tháng, một phần trong cuộc chiến dài kéo cả năm nhằm đánh chiếm thành phố. Tàu hỏa Ấn Độ chèn chết 14 người ngủ quên trên đường ray. Một đoàn tàu hỏa Ấn Độ đã làm chết 14 người lao động nhập cư đã ngủ quên trên đường ray vào thứ Sáu khi họ đang trên đường về quê do mất việc làm, cảnh sát Ấn Độ cho biết. Theo Reuters, hàng chục ngàn người từ các thành phố lớn ở Ấn Độ đã đi bộ về nhà sau khi bị cho nghỉ việc. Trong bối cảnh Ấn Độ đóng cửa chống dịch nCoV từ cuối tháng 3, người lái tàu đã cố gắng dừng toàn đoàn tàu chở hàng khi ông phát hiện có người nằm trên đường ray ở bang miền Tây, Bộ Đường sắt cho biết. Xiaomi Trung Quốc tăng trưởng ở Tây Âu. Nhà cung cấp điện thoại thông minh Xiaomi đang thua đối thủ Huawei ở thị trường nội địa Trung Quốc, nhưng đang bắt kịp đối thủ ở Tây Âu, theo dữ liệu từ công ty phân tích thị trường toàn cầu Canalys. Xiaomi hiện chiếm 10% thị trường ở Tây Âu, sau khi các lô hàng điện thoại thông minh của hãng tăng 79% so với cùng kỳ quý đầu, là nhà cung cấp duy nhất đạt tăng trưởng trong bối cảnh toàn quốc phong tỏa nhằm khống chế đại dịch, tờ SCMP dẫn nguồn từ Canalys cho biết. Nghị sĩ Mỹ muốn đổi tên đường trước sứ quán Trung Quốc là Lý Văn Lượng. Các nghị sĩ Mỹ hôm 7 tháng 5 đề xuất đổi tên đoạn đường trước đại sứ quán Trung Quốc ở Washington từ International Place thành Lee Wenlian Plaza. Chúng ta sẽ đảm bảo cái tên Lý Văn Lượng không bao giờ bị lãng quên bằng cách đặt cái tên này vĩnh viễn ngoài sứ quán của quốc gia chịu trách nhiệm về cái chết của bác sĩ Lý. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Tom Cotton, người nổi tiếng với quan điểm cứng rắn về Trung Quốc, phát biểu. Đề xuất này được Thượng nghị sĩ Marco Rubio
ủng hộ và đã được trình lên đồng thời ở Lưỡng Viện. Lý Văn Lượng là bác sĩ nhãn khoa tại Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Anh là một trong những người đầu tiên cảnh báo trên mạng xã hội về một loại virus đang lây truyền ở thành phố Vũ Hán vào tháng 12/2019. Tuy nhiên, ngay sau đó, cảnh sát đã triệu tập và yêu cầu anh ký vào biên bản thừa nhận tung tin đồn nhảm và phải cam kết không được thực hiện thêm bất kỳ hành động nào vi phạm pháp luật nữa. Nối tiếp Úc và Mỹ, New Zealand ủng hộ Đài Loan tham gia WHO. New Zealand hôm 7 tháng 5 đã lên tiếng ủng hộ Đài Loan tái tham gia Tổ chức Y tế Thế giới với tư cách quan sát viên bất chấp sự chỉ trích từ Bắc Kinh. Lập trường của chúng tôi là đứng về phía các nước đang tìm cách đưa họ trở lại WHO với tư cách là quan sát viên như năm 2016, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peter phát biểu. Theo tờ Sydney Morning Herald, ông Peters gọi Đài Loan là một câu chuyện thành công nổi bật trên thế giới về việc ứng phó với COVID-19. Họ có điều gì đó để hướng dẫn cho phần còn lại của thế giới và mọi quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc, chắc chắn muốn biết bí mật của sự thành công, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao New Zealand cho biết thêm. Reuters đưa tin, Bộ trưởng Tài chánh New Zealand ông Grant Robertson hôm 8 tháng 5 nói rằng Đài Loan có gì đó để chia sẻ ở WHO lúc này. Tính đến cuối ngày 8 tháng 5, Đài Loan mới chỉ ghi nhận 440 ca nhiễm COVID-19 và 6 ca tử vong trong tổng số khoảng 24 triệu dân, dù hòn đảo này ngay gần ổ dịch Trung Quốc đại lục, nơi khởi phát của dịch viêm phổi Vũ Hán. Đài Loan từng tham gia Đại hội đồng Y tế Thế giới, cơ quan ra quyết sách của Tổ chức Y tế Thế giới với tư cách quan sát viên từ năm 2009 đến 2016 khi quan hệ hai bờ eo biển ấm lên. Tuy nhiên, Trung Quốc đã ngăn cản Đài Loan tiếp tục vai trò này tại WHO từ năm 2016 sau khi bà Thái Anh Văn, người từ chối chính sách một Trung Quốc, lên nắm quyền. Trung Quốc tiếp tục được liệt vào danh sách quốc gia cần chú ý đặc biệt. Ngày 28 tháng 4, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ đã công bố báo cáo thường niên năm 2020 về tình hình tự do tôn giáo toàn cầu. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục được liệt vào danh sách quốc gia cần chú ý đặc biệt. Nước bị liệt vào danh sách quốc gia cần chú ý đặc biệt về tự do tôn giáo, tức là chính phủ của quốc gia đó, tham dự hoặc cho phép hành vi bức hại tự do tôn giáo một cách hệ thống kéo dài và nghiêm trọng. Báo cáo của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ cho biết, trong năm 2019, chính quyền Trung Quốc vẫn tiếp tục gia tăng đàn áp tôn giáo. Chính quyền nước này đã dựng một nhà nước giám sát công nghệ cao bằng cách sử dụng nhận dạng khuôn mặt và trí tuệ nhân tạo để giám sát các nhóm tôn giáo như Kitô giáo, Phật giáo, Tây Tạng, Hồi giáo và Pháp Luân Công. Theo báo cáo, vào năm 2019, chính quyền Trung Quốc đã đóng cửa hàng trăm nhà thờ, phá hủy thánh giá và cấm thanh niên dưới 18 tuổi tham gia các hoạt động tôn giáo. Hình ảnh của Chúa Giêsu hoặc Đức Mẹ Maria cũng được thay thế bằng hình ảnh của ông Tập Cận Bình. Ông Gary Bauer, thành viên của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ, nói với tờ Daily Caller rằng nhà cầm quyền Trung Quốc là một chính quyền sợ tôn giáo. Nhà lập pháp Đài Loan muốn xóa bỏ đề cập thống nhất với Trung Quốc khỏi văn bản luật. Một nhà lập pháp Đài Loan đề xuất xóa bỏ đề cập thống nhất với Trung Quốc là mục tiêu quốc gia duy nhất của đất nước, khỏi văn bản của đạo luật quan hệ giữa nhân dân Đài Loan và đại lục. Truyền thông Đài Loan đưa tin ngày 8 tháng 5. Đề xuất nói trên được xem là nhạy cảm vì nó được đưa ra chỉ vài tuần lễ trước khi lễ tuyên nhậm của Tổng thống của bà Thái Anh Văn vào ngày 20 tháng 5 tới đây cho nhiệm kỳ 4 năm lần 2. Bà Thái, ứng cử viên của đảng Dân Tiến, đã tái đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan ngày 11 tháng 1 năm 2020. Báo China Times dẫn lời nhà lập pháp DPP ông Thái Dị Dư cho biết cách diễn đạt hiện tại của đạo luật mô tả thống nhất quốc gia là mục đích duy nhất đã không còn phản ánh hiện thực chính trị và do đó nó nên bị xóa khỏi văn bản. Đề xuất của ông được thông qua lần đầu tại Viện Lập pháp vào sáng 8 tháng 5. Theo mô tả của China Times,
Đây là một bước tiến tới một Đài Loan độc lập. Nhà lập pháp muốn thay cụm từ trước khi thống nhất quốc gia trong đạo luật bằng cụm từ để đáp ứng sự phát triển của quốc gia, tờ báo đưa tin. Xuân Hùng và Kiều Anh xin kính chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Kính chúc quý vị, gia đình và người thân một ngày tốt đẹp.